Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 75. Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa, chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần. Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. Khi ta đến thì giờ đã định, thì sẽ đoán xét cách ngay thẳng. Đất với dân ở trên đất đều tan chảy, còn ta đã dựng lên các trụ nó. Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng, chớ ở cách kiêu ngạo, lại nói cùng kẻ ác rằng, chớ ngước sừng lên. Chớ ngước sừng các ngươi cao lên, cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi. Vì chẳng phải từ phương Đông, phương Tây hay là từ phương Nam mà có sự tôn cao đến, bèn là Đức Chúa Trời đoán xét. Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên. Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén sôi bọt rượu, chén ấy đầy rượu pha. Ngài rót nó ra, thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cạn rượu ấy và uống nó. Xong, tôi sẽ thuật lại các điều đó luôn luôn, cũng sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Tôi sẽ chặt hết thảy các sừng kẻ ác, còn các sừng của người công bình sẽ được ngước lên. Chương 8. Cho nên, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng, A-ba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại, nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế,
muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu, khỏi làm tôi sự hư nát, đặng giữ phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông kệ, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Chương 32. Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói, và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi. Đạo của tôi rải ra như mưa, lời tôi sa xuống khác nào sương móc, tợ mưa tro trên cây cỏ, tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh. Vì tôi sẽ tung hô danh Giê-hô-va. Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi. Công việc của hòn đá là trọn vẹn, vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội, Ngài là công bình và chánh trực. Chúng đáng mang xấu hổ vì đã phản Ngài, chẳng phải con trai của Ngài nữa. Quả là một dòng dõi gian tà và điên đảo. Hỡi dân khờ dại không trí, các ngươi báo đáp Đức Giê-hô-va như vậy sao? Ngài há chẳng phải là cha ngươi, đấng đã chuộc ngươi chăng? Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi và lập ngươi sao? Hãy nhớ lại những ngày xưa, suy xét những năm của các đời trước. Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho, cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho. Khi đấng chí cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, phân rẽ những con cái Adam, thì Ngài định bờ cõi của các dân cứ theo số dân Israel, vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài.
Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, xè cánh ra xớt nó và cõng nó trên chéo cánh mình thế nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thế ấy, không có thần nào khác ở cùng người. Ngài đã khiến người cởi trên các nơi cao của xứ. Israel đã ăn hoa quả của đồng ruộng. Ngài khiến người hút mật của hòn đá, dầu của hòn đá cứng hơn hết, và nuốt mỡ sữa bò và sữa chiên. Ngài ban cho người mỡ chiên con, chiên đực sanh tại Ba-san và dê đực, cùng bột lọc nhất hạng của lúa mạch. Người có uống huyết của nho như rượu mạnh. Giê-su-run đã mập mạp và cất đá. Người trở nên mập lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên người và khinh dễ hòn đá của sự chẩn cứu người. Chúng nó trêu ghẹo Ngài phân bì bởi sự cúng thờ những thần khác, chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc. Tế lễ những ma quỷ chẳng phải là Đức Chúa Trời, quỳ lại các thần mà mình chưa hề biết, tức là các thần mới vừa đến ít lâu mà tổ phụ các ngươi không kính sợ. Ngươi không kể đến hòn đá sanh mình và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình. Đức Giê-hô-va có thấy điều đó, nên trong cơn thạnh nộ, Ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình. Ngài có phán: ta sẽ giấu mặt ta để xem sự cuối cùng của chúng nó ra sao, vì là một dòng dõi gian tà, là những con cái không có lòng trung tín. Chúng nó dục ta phân bì vì cúng thờ thần chẳng phải là Đức Chúa Trời, lấy sự hư không mà chọc giận ta. Ta cũng vậy, lấy một dân tộc hèn mà trêu sự phân bì của chúng nó, lấy một nước ngu dại mà chọc giận chúng nó. Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, cháy cho đến đáy sâu âm phủ, thiêu nuốt đất và thổ sản, cùng cháy đốt nền các núi. Ta sẽ chất những tai vạ trên mình chúng nó, bắn chúng nó hết các tên ta. Chúng nó sẽ bị đói hao mòn, bị rét tiêu đi, và một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt. Ta sẽ khiến răng thú rừng và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó. Ngoài thì gươm dao, trong thì kinh khủng, sẽ làm cho trai trẻ, gái đồng trinh và con đang bú luôn với người già bạc đều bị diệt vong. Ta nói rằng, ta sẽ lấy hơi thở ta quét sạch chúng nó đi, diệt kỷ niệm chúng nó khỏi loài người. Song sợ thù nghịch nhiếc nhắc, kẻ cừu địch chúng nó lầm hiểu, la rằng, tay chúng tôi đã tỏ sức cao cường, chứ chẳng phải Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu, vì là một dân mất trí, trong lòng không có thông minh. Chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được, ước gì nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ. Nhược bằng hòn đá không có bán chúng nó, và Giê-hô-va không giao nộp chúng nó, thì làm sao một người rượt nổi ngàn người và hai người đuổi 10.000 người trốn đi? Vì hòn đá chúng nó chẳng phải như hòn đá chúng ta, thù nghịch chúng ta cũng xét đoán như vậy. Cây nho chúng nó vốn là chồi của Sodom và do đất của Gomorrah. Trái nho chúng nó vốn là độc và chùm nho vốn là đắng. Rượu nho chúng nó là nọc độc con rắn, một thứ nọc độc rất dữ của rắn hổ. Những việc như thế làm sao ta quên được? Ta đã niêm phong nó vào trong kho ta. Khi chân chúng nó siêu tó, sự báo thù sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ quy về ta, vì ngày bại hoại của chúng nó hầu gần, và những tai họa buộc phải xảy ra cho chúng nó đến mau. Phải, khi Đức Giê-hô-va thấy sức lực của dân mình hao mòn và không còn lại tôi mọi hay là tự chủ cho chúng nó, thì Ngài sẽ đoán xét công bình cho chúng nó và thương xót tôi tớ Ngài. Ngài sẽ phán: các thần chúng nó, những hòn đá chúng nó nhờ cậy, các thần hưởng mỡ của hy sinh và uống rượu của lễ quán chúng nó đều ở đâu? Các thần ấy hãy đứng dậy giúp đỡ và che phủ cho các người. Bây giờ,
hãy xem ta là Đức Chúa Trời. Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành. Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được. Vì ta giơ tay chỉ trời mà thề rằng, ta quả thật hằng sống đời đời. Khi ta mài lưỡi sáng của gươm ta và tay ta cầm sự đoán xét, thì ta sẽ báo thù kẻ cừu địch ta, cùng đối trả những kẻ nào ghét ta. Ta sẽ làm cho các mũi tên ta say huyết, lưỡi gươm ta ăn thịt, tức là huyết của kẻ bị giết và của phu tù, thịt của đầu các tướng thù nghịch. Hỡi các nước, hãy vui mừng với dân Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ báo thù huyết của tôi tớ Ngài, trả thù kẻ cừu địch Ngài và tha tội cho xứ và cho dân của Ngài. Vậy Môi-se cùng Giô-suê con trai của Nun đến đọc hết các lời bài ca này cho dân sự nghe. Khi Môi-se đã đọc xong các lời này tại trước mặt cả Israel, thì người nói cùng chúng rằng: hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay mà truyền cho con cháu mình, để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Vì chẳng phải một lời nói vô giá cho các ngươi đâu, nhưng nó là sự sống của các ngươi. Nhờ lời nói này, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất mà các ngươi sẽ đi nhận lấy khi qua sông Giô-đan. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy đi lên núi Abarim trên đỉnh Nebo ở trong xứ Mô-áp đối ngang Jericho, rồi nhìn xứ Ca-na-an mà ta ban cho dân Israel làm sản nghiệp. Vả, ngươi sẽ chết trên núi mà ngươi lên đó, và sẽ được tiếp về cùng dân ngươi, y như A-rôn anh ngươi đã chết trên núi Hô-rơ và đã được tiếp về cùng dân của người. Bởi vì tại giữa dân Israel, các ngươi đã phạm tội cùng ta nơi nước Meriba tại Ca-đe trong đồng vắng Sin, và vì các ngươi không tôn ta thánh giữa dân Israel. Quả thật, ngươi sẽ thấy xứ ở trước mặt mình, nhưng không được vào trong xứ ấy mà ta ban cho dân Israel. Chương 33. Vả, này là lời chúc phước mà Môi-se người của Đức Chúa Trời chúc cho dân Israel trước khi qua đời. Người bèn nói: Đức Giê-hô-va đã đến từ Sinai, Ngài từ Se-i-r dấy lên trên dân chúng, chiếu sáng từ núi Pha-ran, đến từ giữa muôn vàng đấng thánh. Từ tay hữu, Ngài phát ra cho họ lửa của luật pháp Ngài. Ngài thương yêu dân sự, các thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài, quỳ xuống chân Ngài, đặng lãnh những lời của Ngài. Môi-se đã ban một luật pháp cho chúng tôi, là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp. Khi các quan trưởng của dân sự hội hiệp với những chi phái Israel, thì Ngài trở nên vua của Giê-su-run. Nguyện Ru-bên sống chớ thác, dẫu số người của nó sẽ ít đông. Người chúc cho Giu-đa rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, cầu xin Ngài nghe tiếng của Giu-đa và đưa người về dân mình. Nguyện tay người binh vực chúng. Xin Chúa đến giúp người đương địch cùng kẻ thù nghịch mình. Người cũng chúc cho Lê-vi rằng: Thu-mim và U-rim của ngươi vốn thuộc về người tin kính của ngươi mà ngươi thử thách tại Ma-sa, tranh giành với ta tại nước Meriba. Lê-vi nói về cha mẹ mình rằng: tôi không hề thấy cha mẹ. Ngươi không nhận anh em mình, chẳng biết đến con cái mình, vì người gìn giữ lời Chúa, canh chừng sự giao ước của Chúa. Họ lấy mạng lệnh của Chúa dạy cho Gia-cốp và luật pháp Chúa cho Israel. Họ để hương dưới mũi Ngài, đặt của lễ thiêu trên bàn thờ Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin ban phước cho của cải người và nhậm công việc của tay người làm. Xin bẻ nát hông của kẻ giấy nghịch và ghen ghét người, để chúng nó không thể giấy lên nữa. Người chúc về Benjamin rằng: người mà Đức Giê-hô-va yêu mến sẽ được ở yên gần bên Ngài. Hằng ngày Đức Giê-hô-va sẽ che chở người, lập nơi ở Ngài giữa hai vai người. Người chúc về Joseph rằng: xứ người được Đức Giê-hô-va ban phước. Từ trời Ngài giáng xuống cho người ân tứ rất báu là sương móc. Những suối của vực thẳm có nước sâu, những hoa lợi quý nhất của mặt trời, hoa quả cực báu của mặt trăng, những vật nhất hạng của núi xưa, các báu lạ của mấy gò đống đời đời, bữa bối của đất và sự sung mãn nó.
nguyện ơn của đấng hiện ra trong bụi gai giáng xuống trên đầu Joseph và trên trán của chúa anh em người. Oai nghiêm người giống như con bò đực đầu lòng, hai sừng người vốn sừng của trâu, người lấy sừng ấy bán mọi dân cho đến cuối cùng của đất, đó là hằng muôn của Ephraim, ấy là hằng ngàn của Manasse. Người chúc về Sa-bu-lôn rằng: Hỡi Sa-bu-lôn, khá vui mừng về cuộc mình đi ra ngoài, còn ngươi Isaka hãy hớn hở trong các trại mình. Hai người sẽ gọi các dân tộc lên núi, tại đó dâng những của tế lễ công bình, vì hai người sẽ huốt sự dư dật của biển và những bửu vật lấp dưới cát. Người chúc về Gác rằng: Đáng ngợi khen thay đấng để Gác nơi khoảng khoát, người nằm nghỉ như một sư tử cái và xé cánh tay cùng đầu. Người đã chọn cho mình phần đầu nhất của xứ, bởi vì tại đó đã dành phần của đấng lập luật pháp, và người ở đằng đầu dân sự đi đến. Người đồng lòng với Israel làm xong công bình của Đức Giê-hô-va và làm theo những mạng lệnh của Ngài. Người chúc về Đan rằng: Đan là một sư tử tơ từ Ba-san nhảy sông đến. Người chúc về Nephtali rằng: Nephtali hưởng ân huệ cho thỏa nguyện và phước lành của Đức Giê-hô-va cho đầy dẫy, chiếm được phương Tây và phương Nam. Người chúc về A-xe rằng: Nguyện cho A-xe được phước giữa các con trai Israel, được đẹp lòng anh em mình và được dầm chân mình trong dầu. Những then cửa người sẽ bằng sắt và đồng. Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu. Ồ Giê-xu ruông, không ai giống như Đức Chúa Trời là đấng oai nghi cởi trên các tầng trời, trên những đám mây đặng đến cứu giúp ngươi. Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi và phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi. Israel sẽ ở bình an, suối Gia-cốp phun lên riêng ra trong một xứ ngũ cốc và rượu. Trời của ngươi nhỏ sương móc xuống. Ồ Israel, ngươi có phước dường bao. Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi? Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi, thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển. Kẻ thù nghịch ngươi sẽ đến vua nịnh ngươi, còn ngươi, ngươi sẽ lấy chân giày đạp các nơi cao của chúng nó. Chương 34. Kế ấy, Môi-se từ đồng bằng Mô-áp lên trên núi Nê-bô, nơi đỉnh Phích-ga đối ngang Giê-ri-cô. Rồi Đức Giê-hô-va cho người xem toàn xứ tự Ga-la-át chí Đan, toàn Nephtali xứ Ephraim và Manasse, cả xứ Giu-đa cho đến biển Tây, miền Nam đồng bằng sông Giô-đanh và trũng Giê-ri-cô, thành cây chà là cho đến Xoa. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Đó là xứ mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob mà rằng: Ta sẽ ban xứ ấy cho dòng giống ngươi. Ta cho tự mắt ngươi xem xứ ấy, nhưng ngươi không vào đó được. Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời tại đó trong đồng bằng Mô-áp, theo như lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trũng tại xứ Mô-áp đối ngang Bết-phê-o. Cho đến ngày nay, không có ai biết được mộ của người. Vả khi Môi-se qua đời, tuổi được 120, mắt người không làn, sức người không giảm. Dân Israel khóc Môi-se trong 30 ngày tại đồng bằng Mô-áp. Những ngày khóc và ngày chịu tang cho Môi-se đã xong rồi là như vậy. Giô-suê, con trai của Nun, được đầy dẫy thần khôn ngoan vì Môi-se đã đặt tay mình trên người. Dân Israel bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Về sau, trong Israel không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Không có ai bằng người hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Đức Giê-hô-va sai người làm tại trong xứ Ai Cập trước mặt Pha-ra-ôn, các quần thần và cả xứ của người, hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài.
xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.